Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Thì được một ông anh giới thiệu có hoàn cảnh của cô này thì sống ở trong một cái mái chòi rất là tạm bợ. Thì cô chỉ sống có một mình. Hàng ngày cái công việc của cô là đi mót củi để bán cho mọi người và mưu sinh. Thì để hiểu thêm về cái hoàn cảnh của cô á, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Ôi. Chào chú. Ôi nó cắn không sao nhiều chó vậy? Ôi trời, mấy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây là phải nuôi chó nhiều mới được chú ơi. Ôi sao vậy? Ăn trộm. Cô này nhìn thấy rất là quen quen, giống như cái cô gì mà ở dưới Sóc Trăng á, người Khmer á. Cô tên gì hả con? Lê Thị Phần. Dạ? Lê Thị Phần. Lê Thị Phần. Ôi chó nó sủa quá à. Có sao mà kêu nó im được không? Không em. Vượt chó quánh cho con. Thôi đừng đánh nó, đừng đánh nó. Ôi trời ơi. Cái này là cái nhà cái cố hả? Dạ. Cô ở đây bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, mười mấy năm, 20 năm rồi. 20 năm? Ừ. Cái nhà của cô thì chỉ là một cái mái tôn. Ở trên thì dần một cái miếng bạc, dần lá mà bây giờ thì bị dột nên dần một cái miếng bạc. Ở đây là một cái mái tôn che rất là tạm bợ ha. Ở đây khu vực này cũng gần gần với lại biên giới luôn. Ồ cô nuôi vịt nữa kìa, có con vịt nhỏ xíu kìa. Vịt. Dạ. Cô là sống ở đây với ai? Sống cũng sống với bà già. Giờ bà già bả mắc rồi, giờ coi là ngày mốt ngoài kia kìa. Bà ngoài già... lộ á. À, bà già bao nhiêu tuổi? Bà già 91. 91 tuổi mất rồi. Cô có chồng con gì không? Chồng chết rồi, có thằng con đó. Anh này là con của cô hả? Dạ, giờ nó đau, năm ngoái năm nay nó bằng không có được. Bệnh gì cô? Nó cứ đi làm mướn, ai mướn gì mình làm nấy. À. Chứ không có đó có cáp gì chú ơi. Cô nói là cô bao nhiêu? Tôi hả? Tôi 67 rồi. 67 tuổi? Dạ. Con của cô có vợ không? Nó có vợ mà vợ thâu rồi. Anh này hả? Đó đó. Anh chào anh. Chào anh. Anh tên gì? Đảo. Anh Đảo. Anh Đảo nhiêu tuổi rồi? Ảnh tuổi tỵ đó. À, 40 mấy tuổi. 40 mấy tuổi. Cô thì 67. Cái nhà này là đợt ở từ lúc mẹ cô ở đây luôn hay sao? Dạ. Ồ. Ở đây gần cái khu vực biên giới luôn. Ở đây là cô nuôi vịt nữa đó hả? Nó có một con vịt. Trời, vịt đẻ hả con? Vịt nó chưa đẻ chú, nó bị nó thay lông. Trời. Nuôi con vịt này nuôi lâu chưa? Vịt này nuôi 4-5 tháng rồi, nó thay lông. À, có đẻ trứng không? Chưa đẻ. Chưa đẻ. Sao nuôi con vậy? Bị của người ta cho đó. Dạ. Giờ thành ra cắt cổ không chết rồi, không có hoàn thịt cái mình nuôi. Cắt cổ không chết? Thác xanh đâu có chết đâu. Giờ thành ra đâu có dám. Cô cắt cổ nó không chết hả? Không. Bởi vì các cổ gà cổ vịt kia không chết thành ra mình không có dám cắt cổ nó. Nhưng mà cô có cắt nó lần nào không? Có cắt rồi mà không có chết. Ồ, ghê vậy? Ai biết đâu nó. Rồi bây giờ con cổ nó còn lần không? Đâu có vịt con vịt được không? Nó lòng nó ấy hết rồi. Ủ hết hả? Con vịt này tính ra mạng lớn cô nuôi nó tới giờ luôn trời. Nhầm khi cô không dám sát sanh đúng không? Dạ. Ừ. Rồi sau này cô nuôi gì vậy cô Phần? Gà. Mấy con gà? 7-8 con gì đó. Còn ở này là nuôi chó. Nuôi chó có ăn thịt không hay là nuôi? Không không ăn thịt để cho nó giữ vậy đó. À. Nuôi vịt cũng không ăn thịt luôn, lấy gì nuôi chó ăn thịt? Vậy chứ đâu dám sát sanh đâu, ăn thịt. Không dám sát sanh. Không. Con tương hay mặn? Con trai hay mặn? Hả? Con trai hay mặn? Mặn, mà ở cái thác xanh con gì hết á, không có đâu. Có mặn cá không? Con cá thì có mặn, chứ còn cái tài quan tác là con này con kia đồ mình, thí dụ như con gà, con vịt, con này con kia đồ vậy ngoài đồng vậy đó. Con chuột tôi nói thiệt, chú con chuột ngoài đồng nó cắn lúa tôi chưa dám đập đầu nó nữa. Vậy là cô có căn tu rồi. Chưa dám nữa đó, chứ không phải nó dám đâu. Dạ. Rồi hàng ngày cái công việc của cô là làm gì cô sinh sống? Đi làm mướn không à. Làm mướn? Dạ. Nghèo không có đất mà. Làm mướn làm gì? Người ta mướn gì mình làm đấy, thí dụ như người ta là mướn làm cỏ hàm, làm cỏ gò gì đó. Dạ. Giờ mình đi làm để sanh sống vậy thôi. Ngày được nhiêu? Tùy theo hầm, nếu hầm bự thì được 300-400 ngàn, còn hầm nhỏ thì 100-200. Còn mình là bây giờ tôi không có, tôi làm mão không có làm ngày, còn tấm hướng gì ta trả nhiều trả, mình cũng không có nói giá nói cả gì chú ơi. Dạ. Cái ở ngoài trước này con thấy cái me này là có cái chuồng bò hay cô? Nè, chuồng thỏ. Chuồng thỏ của cô luôn hả? Không có, bên kia, bên nhà đục. Còn cái này là gì con? Sống chén của cô hả? Ôi sao để ngoài này? Cái này bị tôi để trong nhà mà bị tôi làm mà cái tôi không có ấy được. Rồi cô sử dụng điện nước sao? Đó. Đâu? Cây nước ngoài đó. Cây nước ngoài đó. Sao chuyện trong nhà mà để miệng ngoài đường vậy? Mình để sát lộ đi kệ đi chú ơi. Bởi vì nghèo không có tiền mua dây đó vô đây cũng không có tiền. Mặn tôi nói chú mặn đủ ăn vậy đó. Mà mai mà cái thằng con nó mặn không nổi đó, vậy thành ra tôi mặn tôi nuôi nó không. Cô có mấy người con? Tôi hả? Con đó đó. Con mình anh Đảo à? Sao cô đặt tên Đảo ở đất liền của cái đó? Nội nó đặt chứ mình cũng không có đặt nữa. Mình không có đặt. Bởi tôi nói cái gì khổ lắm chú ơi, bây giờ con mình nó mặn không nổi rồi, giờ mình mặn mình nuôi nó, giờ con bỏ đâu giờ? Chồng cô mất lúc nhiêu tuổi? Lâu lắm rồi, mười mấy 20 năm rồi. Rồi là cô ở vậy nuôi con ở vậy đâu luôn hả? Chứ không có chồng có gì. Mà tôi nói thiệt chú, bây giờ chồng tôi chán quá. Sao vậy? Uống rượu quá. Chồng cô uống rượu chết không? Hồi lúc trước nó uống rượu nó chết. Giờ bây giờ tôi nói chú, bây giờ mình nói mình đi bước thêm bước nữa mà mình thấy con nít có bên lớn mình cũng uống rượu, trời ơi thôi. Không chi mà già. Đâu phải người nào cũng vậy đâu. Trời ơi thiếu gì chú ơi. Thiếu gì? Bây giờ 10 người uống hết 11 người rồi. Bởi từ chỗ đó là tôi không dám có chồng nữa. Sợ lắm. Chồng uống rượu ha. Hay là mình ở vậy đi mình khỏe. Dạ. Khỏi ai chửi mắng. Rồi sau này trong tuổi già thì có anh Đảo nuôi cô. Thì đó. Dạ. Cái nhà này có dột dữ không cô? Con thấy giống như cái chồi nhỏ nhỏ. Có dột mà đều nó ít. Bị mình đẩy tấm mũ trên nó. Mưa gió rồi cô sợ dữ không? Trời ơi, trời dông sợ dữ lắm chú ơi, không dám ngủ. Không dám ngủ hả? Cái nhà mình thấp gì mà sợ nó sập á. Dạ, dòng cây cột của nhà cô nè. Ôi trời ơi. Có cây cột này 1 triệu nè. Ôi, hai cái này 1 triệu hả? Khủng khiếp vậy. Cái này 1 triệu nổi không? Thì mình có chổi nữa chú. Dạ. Cái này gọi là một túp lều tranh là đúng nghĩa luôn á. Nhà này là cô cất là mấy chục năm rồi đó hả? Nhà này 6 năm rồi đó. 6 năm. Cô tự cất hay sao? Mình tự cất chứ. Cất trị giá là bao nhiêu tiền cô? Cái này hồi tôi cất là 3 triệu. 3 triệu. Ồ cái căn vậy nhà 3 triệu. Tiền đầu gì đó 3 triệu, cây cối ton rồi 3 triệu. Cái đất này là đất của ai? Cái này của thằng em chú bác. Đất nhà ha. Đất thằng em chú bác mà đất của nó mình tôi nói tôi tính cắt cái nhà lại mà lên hỏi nó không có cho cắt. Sao vậy? Nó nghĩ nó ở dưới này không giữ vườn tược, tôi hỏi chú vườn tược nó cái gì. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như có người nào cho cô cất nhà cô cất con được không? Đâu có chỗ nào cất đất đâu không cất. Phải có thì cũng phải mà nó cho là cắt dầu rồi. Có tiền không cô? Bị chữ thập đỏ người ta lại người ta coi hoài lắm. Người ta nói cái nhà của chị quá trời rồi thôi để cho tôi cắt lại, mà hỏi nó thì nó không có cho, nó không cho mình cắt thì thôi chứ giờ tôi biết sao giờ. Bởi mình ở đậu đất của người ta. Đất của em nè, em họ. Thành ra nó cái thằng này nó cũng khó quá. Nó không có đất cất được luôn. Cái nhà người lỡ nữa chừng nó sập rồi sao nè, con thấy cái cây này nó chiều nó gác ngang cây kia mà nó rất là tạm bợ luôn. Cái này mà gió mà lớn lớn tí xíu thì chắc không biết là cái nhà này nó đang nó nằm ở đâu nữa. Nó bay đi đâu á. Tại đa số thì rất là mục luôn cô bác của anh chị. Lâu lắm mà nó mục hết trơn. Ôi trời ơi nè. Cái này nó Cô bác anh chị tưởng tượng cây mà nó mục nát luôn nè. Dạ. Bị nó lâu rồi. Có nghĩa là chữ thập đỏ vẫn hỏi cất hỗ trợ cho cô, tại thấy nhạc nó siêu dẻo nhưng mà không có đất ha. Đó không có nền chú. Tại sao này lỡ nó sập rồi sao? Nó sập rồi giờ mình tính chuyện khác chứ sao giờ? Mình tính cái khác vậy chứ. Hồi đó là mẹ cô không có để đất lại cho cô hả? Bả bị bả sống, bả tới hai ông chồng, hai dàn con. À. Tôi là con trước phải không? Dạ. Còn cái dàn sau người ta có đâu mấy công đất gì đó. Giờ nó khổ, nó bán đâu hết chú ơi. Dạ. Thành ra mình thấy vậy cũng không có nói nữa. Dòng có mấy công mà nói làm cái gì. Hôm nay cô không có đi làm hả? Bị thằng cháu này lên nó nói có mấy chú lên nè, thành ra ở nhà đợi mấy chú. Dạ, ô vậy là đợi con sáng giờ. Rồi không có đi làm lỡ rồi không có thu nhập rồi sao? Thì cái ngày nào không làm thì mình cũng vậy thôi à chú ơi. Ngày mai hay làm cũng được, đâu có gì đâu. Rồi gạo, ở đây gạo sao cô? Gạo đồ ăn rồi sao? Tôi đi câu cá ăn hàng ngày, ít có mua lắm. Câu? Ừ, vậy là cô sát cá dữ rồi. Bữa hôm qua tôi câu đâu đựng cái mấy cá vô vậy đó. Dạ. Rồi gạo? Gạo thì mua. Gạo bây giờ mà 12.000 ký. Rồi tiền đâu cô mua? Đi mặn, mấy bữa mình đi mặn được đó. Cái mình mua mình để dành đó chú. Dạ. Thì hiện nay là cô được bao nhiêu, vừa làm dư được bao nhiêu tiền rồi? Tôi đâu có dư có gì đâu. Mình làm mướn mà làm sao dư. Dạ. Làm đủ ăn với lại nuôi này nè. Thuốc men cho thằng đó đó. Dạ. Dầu hôm đó nay gần giáp năm rồi, thành ra thuốc thì một ngày có tiền thì mua uống, còn không có thì thôi. Dạ. Là đến nỗi nhà của cô mà không có tiền, mà đến nỗi mà lá này nó mục, không có tiền thay luôn đúng không? Dạ. Rồi cô phải dừng cái miếng bạc ở trên này nè. Nhưng mà thì đó đó. Dạ. Thì vậy đó chú ơi. Dạ. Nghèo mình thấy cái gì cũng khổ. Thấy gì cũng khổ. Ba mẹ là không có miếng cục đất nào luôn. Đi sống đi mần mướn ăn không à chú ơi. Mần mướn ăn hàng ngày vậy đó. Cái nào nó ngay dư thì nó không có dư, mà có một cái có nhiều khi nó thiếu hơi nữa. Dạ. Nó khổ lắm. Dạ. Đâu cô cho con vô nhà với. Điện ở đây thì sao cô, sử dụng sao? Tôi đâu xài điện, có thằng con tôi xài. Con tôi nhà bệnh á. Nhà bên kia là con cô. Bởi vì hồi lúc đó nó có vợ đó. Vậy nó ở riêng. Vậy vợ nó bỏ nó rồi, nó còn cái nhà đó đó, nó ở bệnh. Đâu cô cho con vô nhà với. Nhà này là nhà của cô, là cô Phần, là nền đất. Ủa cô nấu ăn ở đó đó hả? Ôi trời. Nấu lò củi hả? Nà, tôi nấu củi không chú ơi. Dạ. Cô vô đây đi, cô đi trước đây, cô đi trước đi. Dạ, cái miếng đây là cô đi móc củi luôn hả gì? Đi kiếm củi gì ấy không mà chú ơi. Dạ. Chứ cứ để đồ đó đi cô. Đây là cái miếng vạc hả? Đây tấm vạc đó anh tắm. Này là cái gì cô? Canh. Canh rau gì hả? Canh rau mùng tơi. Mồng tơi. Bị nhỏ nó thèm nó ăn. Dạ. Đâu đừng cá chê mà lớn đó. Đâu. Anh em. Ôi trời. Ba con lận mà mặn cho thằng đó ăn, hai con còn con đó. Bán con cá trời đó bán không? Chú mua thì bán. Nhiêu ký? Trời ơi. Thì chú trả nhiêu, chú trả cho nhiêu ký gì? Cá đó thì trả cô 5.000 cô chịu không? Thì coi chú trả nhiêu chú trả chứ. Đâu cái này là cô canh mồng tơi chưa ăn nữa ha? Chưa, mới nhắc xuống. Bên kia. Dở bên đây coi. Cái này cơm. Dạ dở con coi với. Cơm này ăn chưa? Chưa sao mà hâm lại hay sao ạ? Hâm lại. Cơm hôm qua còn đúng không? Cái nồi này nó đen hơn là gì nữa. Mình tiết kiệm nó đi chú ơi. Dạ. Đồ này là sao? Đồ gì? Đồ bặn. Đồ này cô mặc đó ha? Dạ. Ôi trời. Rồi sao cô không có tủ gì nữa hả? Trời nghèo sao mua tủ chú, nghèo sao sắm tủ. Nghèo lắm. Nghèo lắm. Nghèo dữ lắm chú ơi. Cái nơi cô đựng muối đường bột ngọt đó hả? Muối bột ngọt rồi đủ thứ này, cái này Thái Lan. Nghèo gớt mồng tơi luôn á. Là vậy? Cái chỗ cái giường này là cô ngủ luôn á hả? Dạ. Phần. Còn cái này là chỗ ngủ của anh Đảo hay sao? Không có, anh Đảo anh ngủ bên nhà ảnh. À, có nghĩa là anh Đảo là nhà bên kia, cô là nhà bên đây. À, bởi vì nó có vợ nó ở riêng, còn tôi ở riêng. Dạ. Thì sao hai mẹ con không ở chung? Bởi vì hồi đó nó có vợ. Bây giờ không có vợ thôi, vô ở chung với mẹ đi. Ở chung cái nhà rồi sao ở được. À, là ăn cơm xong cô dọn dẹp rồi cô trải cái đó ra cô ngủ. Ừ. Cái đó là cái bàn thờ của ông chồng. À, cái nhà mà khói mà nó đóng nó đen đi ra cục lọ luôn á, cô báo của anh chị. Ờ. À. Ô đến nỗi cái cây nè, đừng nói chi là cái nồi. Rồi cô nấu ở chỗ này hả? Sao cô không đem ra ngoài trời nấu? Chỗ này. Trời ơi, đâu có được. Sao vậy? Trời mưa nó ướt hết. Khi mà tôi đi mặn ở nhà thì tôi bưng vô được, mà tôi đi mặn gạo là nó ở nhà ướt chân rồi. Bên kia là cô để gì vậy? À, lúa cho gà ăn với gạo đông 20 kg gì đó. Đâu qua đó luôn coi con, bước vô rồi. À. Nè, đâu gạo nè, còn đó lúa. Này là bên kia là lúa, bên đây là gạo, sao đầy mền lại? Gà nó sôi dữ lắm chú ơi, nó đổ quá trời rồi, không có dám ấy. Dạ. Cái này là gì cô? Hả? Cá kho. Còn cái này thuốc nam. Thuốc nam trị gì? Thuốc nam cho chú em đó đó. Chú em, anh Đảo hả? Ừ. Cá gì kho? Cá vô kho. Cá vô kho. Này mà kho mấy ngày rồi lên móc hết rồi. Đâu có, mới kho hồi ngày hôm qua. Còn này là thuốc nam. Ừ. Này là sống chén. Ừ. Còn này? Cơm mèo ăn đó. Rồi cô để gì mèo nó ăn rồi sao? Thì cho nó ăn nè. Ừ. Nhưng mà cô để cá gì mèo nó ăn rồi sao? Không có ăn, nó không ăn. Sao biết nó không ăn? Nó no, nó gần chết rồi, còn ăn gì cơm, ăn tối ngày rồi ăn gì nữa. Thì cô để cô không đậy lại luôn hả? Không, để thinh vậy đó. Thì cô ăn luôn. Ờ. Cô có ăn cá không? Có. Có ăn cá này không? Cá này tôi kho mà nó chưa có chín. À, chú lấy cái tô, cái dĩa chú đậy lên cái thì xong rồi. Ấn hồn thiệt á. Đúng là nghèo, đúng nghĩa luôn. Khổ. Nghèo gớm mồng tơi. Sò bông bên kia, cô giặt đồ ở đâu? Giặt đồ ngoài cái nước ra chú. Dạ. Rồi không có điện. À, không có xài điện, có thằng con nó xài điện. Không xài điện rồi tối ngủ làm sao? Cái đèn điện của nó đang qua đó. Đèn điện nào? Đèn điện nó dội qua. Bên nhà của chị. Rồi bên kia là cô treo gì vậy cô Phần? Bên nào? Đó, bên đó đó, mấy bọc nhỏ nhỏ. À, bọc đủ thứ hết, nào lon gì. Trời ơi tôi... Cái này là cái ống đũa của cô đó hả? Dạ, ống đũa nè. Ôi trời ơi. Cái ống đũa này là cô sử dụng cô ăn cơm hả? Ừ. Sao nó đen ghê vậy? Để đây cái khói nó lên nè. Cơ có nhiều khi tôi đem giữa hoài chú ơi. Đâu có để gì được. Là có nghĩa là cô tiết kiệm là không có nấu bếp ga nè. Không có xài điện luôn, là không có tiền đó. Nước sao? Có tốn tiền nước không con? Có. Tiền nước, tiền điện. Dạ. Đây là mấy chuột. Cái giặt chuột đó ạ. Dạ. Rồi bên đó con thấy một cái bức tranh thờ, đó là gì cô? Cái đó thờ chồng, cận này kia của tôi. Cái đó gì? Cái hình của tôi. Đó lấy con coi được không? Cái hình của tôi. Hình gì? Sao cô để trước vậy? Bị hồi đó mình ấy đó chú. Nhà cô cái tài sản gì là quý nhất cô Phần? Đâu có cái gì đâu quý. Có tiền nè. Tiền đâu nè. Cô Phần giấu 100.000 tiền Mỹ đen ở đây nè. Phải không? Tiền đó tiền gì vậy hả? Tiền đó tiền gì á? Rồi lát nó kêu cô lấy rồi. Ủa hình này của ai? Của tôi. Chú hình... chú đòi coi, tôi lấy cho chú coi. Của tôi đó. Đâu cô mở rồi. Tiền này tiền gì nè? 100.000. 100.000 mà tiền sao tì vậy á? Cái này cô ở đâu có vậy? Trời ơi con tôi lụm ở đâu á. Tôi đâu biết đâu. Ủa sao không đem đi sạc? Cô khoan để hình nó đi. Mà sao cô còn sống mà cô... Không có cái này mình ấy chơi. Cái vậy? Đâu rồi? Cái này mình giữa hình lớn, cái khuôn lớn người đã dành coi chơi đó mà vậy đó. Ôi trời ơi. Ê, Đạt. Cái hình cô còn sống mà cô Phần cô quả. Cái hình đi gan hình thờ trời. Không có cái này chơi, còn hình thơ kìa. Của ổng. Này hết nhiêu tiền? Hồi đó tôi quạ là 90.000. Cô quạ lên lâu lắm rồi. Cái đó không có xài được đâu con ơi. 100.000. Ừ, không có xài được. Làm cái tiền giả, tiền gì ở đâu con, tôi lụm gì á. Tiền giả, tiền gì á. Ôi trời ơi. Cô Phần vậy vậy. Thành ra nè, chú thấy nấu đóng khói mà đâu có dám để ngoài, nó đóng khói dơ dữ lắm. Cái này người ta cô kêu cô quạ hay là cô tự quạ? Mình thấy người ta ấy đó, người ta quạ, người ta chơi khung bự gì nè. Nhưng mà con... Cái này bây giờ nè, tôi nói chú nghe. Thí dụ như bây giờ mình đang nghèo, mình quạ mà mình có chết bắt đắc kỳ tử, con mình nó khỏi túm tiền quạ nữa. Ôi trời. Cái đó cái bắt đầu nó đẩy mà thờ luôn à. Chứ đâu có gì đâu khó chú. Sợ tính con, vậy nó gọn. Sợ con mình tốn tiền quạ. Bây giờ chú tính, bây giờ chú tính quạ một bữa cảnh là 300, 400 không? Mà bà già không chết quả 400. Nên này cô quả sẵn. Ừ, để vậy đó. Cái gì? Không có được rồi. Không. Ồ. Cắt vậy đấy hay cô Phật? Dạ. Yeah. Rồi sau này cô nghĩ là trăm tuổi già không có đất cát thì sao? Không có đất cát thì bây giờ mình có chữ thập đỏ nếu thương mình thì chôn đâu đó chôn, chứ giờ tôi nói thiệt chú không biết sao nói. Cô Phần có cái ước muốn gì không? Muốn gì giờ chú? Bây giờ mình nghèo muốn gì giờ? Dạ. Khổ thì mình tính theo khổ, chứ giờ tôi hỏi chú muốn gì giờ? Ở đây là có nhà của cô với nhà của anh Đảo thôi. Dạ. Ừ. Ngày là cô ăn cơm là tốn bao nhiêu tiền cô Phần? Ít có mua đồ lắm, không có mua, ít mua đồ ăn lắm. Vậy hả? Dạ. Có mua đồ ăn thì cũng 40-50 vậy à. Mà tôi ít mua đồ ăn lắm, vì tôi đi câu cá ăn là nhiều. Dạ. Có cá mình câu cá mình ăn. Cô có ước muốn gì không? Ước muốn gì giờ chú? Không ước muốn gì, hôm nay có hỏi không ước muốn gì nữa hả? Hôm nay là cô còn được nhiêu tiền? Không còn tiền còn gì hết, bị lo mặn nhiêu là lo cho thằng này hết trơn. Đâu còn thuốc men cho nó chú ơi, thuốc men hàng ngày vậy đó. Dạ. Nó mới được như vậy đó. Dạ. Bây giờ nó xa cơ thất thế rồi mình làm mẹ mình lo chứ làm sao giờ chú. Dạ. À. Chín được một cắt. Mày im đi mày ơi. Đỡ gì thôi. Đỡ gì cũng không có cách được. Là cô đi câu cá là cô móc ốc cho cái con vịt ăn. Con vịt ăn luôn hả? Đi câu cá là bắt ốc cho vịt ăn. Rồi nuôi con vịt đó chờ cho nó đẻ. Ok chứ lúc trước nó đẻ mà nó thay lông rồi đó chú. Mấy tháng là mình nó chưa đẻ lại đó. Đẻ trứng mới lớn không. À đẻ được mấy trứng thì nó nghỉ rồi. Nó đẻ được đâu mười mấy trứng vậy. Dạ. Bị chú biết làm sao nó nghỉ ha. Chó giặt nữa. Chó giặt nó hả? Ừ. Đi khơi khơi bị chó giặt lũng cái này nè. Cái, đây nè. Lũng cái lưng. Lũng cái lưng đó. Mà sao mai nó sống đó. Dạ. Cái nhà của cô đúng là phải nói là nó siêu dẹo từ đầu đến cuối luôn á cô bác quý anh chị. Ờ. Bên đây là nhà của anh Đảo hả? À. Trời, trời. Nhà hai mẹ con giống hệt như nhau luôn á. Rồi nấu cơm ăn là sao? Là cô Phần nấu cơm anh qua đây anh ăn luôn hay sao anh Đảo? Dạ. Vợ bỏ đi lâu chưa? Anh Đảo? Đi lâu lắm rồi mà. Ồ anh không muốn nhắc lại hay sao á? Ờ à, khóc hoài gì? Dạ. Khóc hoài gì? Anh khóc hoài hả con? Khóc hoài. Anh khóc kìa. Mới hỏi xong cái anh khóc luôn. Nhớ vợ khóc hả anh Đảo? Dạ mà. Ở mười mấy năm mà còn gì nữa. Có con không? Không. Không có con. Vợ anh bỏ đi theo ta hay sao? Đâu có con. con nó rước đi. Đi với Phú Cơn má. Đi đâu? Đi với con của chị. Để có con gì nữa. Nó rước đi ngoại. Nhớ vợ hên đã. Nhắc hoài cái gì? Hả? Không nhớ sao khóc. Anh đã. Đừng nhắc cái nó nữa. Dạ. Không nhắc cái nó nữa. Không nhắc tới nó đâu ha. Là cô Phần nấu cơm cho anh Đảo ăn luôn. Ừ. Nói cho nó ăn luôn. Trời ơi. Có tính lấy vợ khác không? Không. Không lấy vợ khác luôn. Để tính sống vậy mà. Là cô Phần nấu lo ăn uống đồ cho anh luôn. Anh chỉ ở bên kia thôi. Ừ. Anh Đảo năm nay là nhiều bốn mấy? 45. 45. Hồi đó cưới vợ năm nhiêu tuổi? Đâu, tùm lum mới tuổi tá gì đâu. Ở với vợ mười mấy năm. Ừ. Anh Phần bệnh, anh Đảo bệnh gì ta? Bệnh dữ lắm. À, không có lao động nổi ha. Lúc trước nó làm dữ lắm mà lúc này yếu. Lúc trước nó làm dữ lắm mà lúc này nó đau chặn năm ngoái. Chú ơi, nó đâu nó chết rồi đó. Nếu tới giờ nó mà không nổi luôn. Giờ bỏ mấy năm rồi hả? Mấy năm rồi? Đâu có gần năm rồi. Ờ, có nghĩa là khi mà anh lên cơn bệnh là giờ bỏ luôn. Nó mới đi đâu 5-6 tháng nay. Con nó dưới 5-6 tháng nay. Ừ, cũng khổ dữ ha. Bây giờ có ước muốn gì không? À, không có ước muốn gì luôn. Kệ nó sống mình cho khỏe vì nó bệnh hoạn rồi. Dạ. Cũng khổ ghê á. Đó nó mà nuôi dữ lắm nó chứ mà vừa tới chừng là nó bệnh là xa coi thất thế thì nó đi chứ kệ nó đi, đi đâu được. Tham sang phụ khó ha cô Phần. Ha. Hôm nay đợi Bùi Hồ ở nhà để mà hỗ trợ được phần nào hỗ trợ. Cũng khổ ghê á. Mấy vậy? Giờ nhà thì cũng cắt đâu có được đúng không? Dạ. Yeah. Con thì được anh Trào là người dân địa phương ở đây. Ừ. Được giới thiệu thì con mới biết được cái hoàn cảnh của cô. À. Thì nói chung thì cái hoàn cảnh của cô Phần ở đây, cô bác của anh chị rất là khó khăn. Bây giờ thì hôm nay thì mình đến đây mình chỉ hỗ trợ thay mặt cho mạnh thường quân, hỗ trợ một ít về hiện kim cho cô. Chứ bây giờ nhà thì các không có sửa lại không có được. Ừ. Thì cô cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà nuôi anh Đảo ha. À. Thì hôm nay thì con đến đây con đại diện cho cô Julie Hoàng ở Mỹ á, gửi cho cô 100 đô. Thì tôi nói lại là 2.400.000 đồng. Yeah. Đây là cái số tiền để mà cho cô trang trải cái cuộc sống hàng ngày đó. Thì có thể mua cá, mua gạo đồ để dành dự trữ. Yeah. Thì mai mốt thì con sẽ lên thăm cô tiếp. Yeah. Ha. Đây con gửi cho cô. 1 triệu nè cô. 2 triệu. Nè 400.000. Cô biết tiền không? Biết. Cái tờ này nhiêu? 500 chứ nhiều. Còn tờ này? 200. Vậy hả? Ừ. Còn tờ con biết tiền thiệt không? Thiệt. Tại cô không biết tiền. Dạ. Bây giờ cô có thể nói lời nào với mạnh thường quân đi. Hồi đó giờ có khi nào làm ra được cái số tiền vậy chưa? Ít lắm. Tôi cảm ơn mạnh thường quân với cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Dạ. Hồi đó giờ chưa khi nào làm ra số tiền vậy đó hả? Dạ. Bởi vì mình bằng 500 thì có. À. 500, 700 thì có. Dạ. Vậy thành ra cái vô cái lo thuốc cho nhỏ. Thì mà ngày nào lo thuốc ngày nấy đó chú ơi. À. Con tụi nó mới được như vậy đó. Dạ. Cũng tội nghiệp con cháu này. Thôi mai mốt chỉ ăn tương luôn đi. Không có sắc xanh chỉ ăn tương luôn được không? Không biết được không chứ hồi nào giờ mình ăn mặn không à. Mà hỏi chỉ ăn tương được không biết. Chứ tôi nói chú thiệt chứ chuột mà tôi chưa dám đập đầu nữa. Đem cá đó cho con xin cá đó phóng xanh với dạ. Sông được không? Chú đem đâu chú phóng xanh. Ở dưới sông đây có sông không? Không. Không có sông không? Không có sông. À. Dạ. Phải có rồi chú bắt chú phóng xanh, còn này không có sông. À. Không có chỗ để thả nó luôn hả anh? Không có chỗ chứ phải như ở dưới đó gần sông mình bắt mình đem dục xong được. Là cái cầu đó có cái gọc mương bự á, mai mốt người ta cũng bắt nữa rồi. Thì đó thả đó người ta cũng... Rồi hôm nào thôi coi như là cho con cá này đi, cô có dịp đi đâu cô phóng sanh nó không con? Dạ dạ, để nó đi, cô đừng có làm thịt nó. Không ha. Cảm ơn chú. Dạ con chỉ mong cô vậy thôi. Dạ. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Xin chân thành cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ á. Dạ. Thì hôm nay trích 100 đô để mà gửi cho cô Phần. Dạ. Để mà cho cô trang trải cái cuộc sống hàng ngày. Cái cuộc sống của cô thì cũng cô Phần với con mình á thì cũng khá là neo đơn và khó khăn, sống ở trong những cái mái nhà rất là tạm bợ mà coi như là mưa tạt gió lùa đúng nghĩa luôn á. Mà cái việc mà nấu nướng của cô thì mình cái cảm giác mà vô đây gặp cái cảm giác cũng ớn ngốc luôn á. Có nghĩa là nó thiếu thốn trăm bề hết á. Mà hình nữ ra là lo đi làm để mưu sinh hàng ngày không à. Cũng ít ở nhà hay cô Phần ha. Dạ. Dạ. Thôi con chào cô, chúc cô sức khỏe ha. Dạ. Dạ.